Xin chào các bạn. Buổi trước chúng ta đã hoàn thành xong cái form này và chúng ta đã có thể là lấy được cái dữ liệu của nó để cho các bước tiếp theo chúng ta xử lý và hiện nay chúng ta đang ở là create. Bây giờ chúng ta quay trở lại trang chủ là mình sẽ xóa cái chữ create đi và chúng ta chỉ có localhost 3000 thôi. Và ở đây mình muốn là hiện ra tất cả những cái thông tin về người dùng đó về thông tin chi tiết về rating và về giới tính của người đó ở đây vậy thì mình sẽ cần phải là tạo ra một cái sự kết nối giữa cơ sở dữ liệu và cái phần front end này ở đây các bạn giờ lại visual studio code của chúng ta và ở cái phần gốc của cái thư mục project này thì các bạn tạo cho mình một cái file đó là db.json và các bạn nhớ là nó ngang hàng với cả phần source và nó ở trong gốc của cái thư mục này. Đơn giản là các bạn chỉ cần click chuột phải vào và chúng ta tạo ra new file và db.json hoặc các bạn có thể đặt là database.json. Và sau đó các bạn mở cho mình cái file này ra. Ở đây thì tạm thời mình đã viết một số các cái thông tin và ở đây chính là mở ngoặc nhọn, dưới này là đóng ngoặc nhọn và ở đây mình có customers là khách hàng và chúng ta có đây là một cái mạng và mình có ba khách hàng và tương ứng với nó là tên này chi tiết này giới tính và rating cuối cùng đó là ID là 1, 2 và 3 và các bạn cứ làm y nguyên như mình chép y nguyên như này và rất là đơn giản các bạn có thể là làm một cái xong xong rồi thì các bạn có thể là copy và sau đó các bạn paste xuống dưới ở đây. Ví dụ như mình tạo thêm một người nữa và name ở đây mình sẽ viết là uh, Peter White chẳng hạn. Và he is from Britain. Và ông ấy là nam giới và rating thì ông ấy cho 3 thôi. Và ID ở đây mình đặt là 4. Như vậy là trong cái mảng customers của chúng ta là có 4 người với ID là 1 2 3 và 4 ở đây. Vậy thì chúng ta cần phải có một cái công cụ để có thể là lấy các cái thông tin ở cái file db.json này và đó chính là chúng ta có JSON server ở đây và install các bạn nhìn bên tay file của chúng ta là có npm install json.server và các bạn mở terminal ra và mình tạm thời uh, mình tắt cái server của chúng ta đi và sau đó thì các bạn copy cái này sau đó các bạn paste vào đây và ấn enter là npm install json server và mình đã cài đặt rồi do vậy mình sẽ không làm lại một lần nữa nhưng mà các bạn cứ nên làm lại và chúng ta ấn Enter và chúng ta chờ khoảng tầm 15 giây là xong sau đó thì các bạn vào lại Visual Studio Code và các bạn đi vào phần Package.json ở đây và chúng ta nhìn ở đây chúng ta có JSON Server đó là 0.17.0 là phiên bản hiện tại mà mình vừa mới cài đặt và để sử dụng được cái json server này thì các bạn nhìn xuống phía dưới này, chúng ta có phần scripts. Và phần script này thì mình sẽ đặt tên cho nó một cái lệnh. Ở đây là serve và các bạn có thể đặt là server hoặc là như nào đó là tùy các bạn. Và trong này các bạn đặt cho mình đó là json gạch ngang server. Gạch ngang gạch ngang watch db.json là chính là cái file này. Và nó chạy ở port là 3001. Tại vì là React thì chạy ở port 3000 và chúng ta tránh cái port đó ra thì chúng ta đặt là 3001 hoặc các bạn có thể đặt là 5000 hoặc là 8000 như vậy là tùy các bạn. Và khi mà chúng ta chạy cái lệnh này thì chúng ta sẽ có một cái server. Và bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem. npm run serve và chúng ta chạy. Như vậy là người ta đã báo cho chúng ta biết là Jason server port 3001 và chúng ta thấy ở đây là đã được uh, hoàn thành thành công và chúng ta có thể đi vào cái port 3001 để chúng ta có thể là lấy được các cái thông tin của nó. Và mình sử dụng ở đây là Postman Là một cái công cụ rất là hữu ích Để chúng ta có thể là thử nghiệm Các cái API Của phần backend Và đây mình cũng đặt là localhost Và đây là 3001 Sau đó là customer Sau đó mình ấn vào send Và chúng ta cùng nhìn ở đây Nhìn xuống phía dưới này Chúng ta có là 200 Tức là ok Tức là đã tìm được đầy đủ các cái thông tin và chúng ta thấy ở đây là đã có là một này hai ba bốn Peter White là cái mà chúng ta vừa mới tạo ra xong và các bạn cũng có thể tạo thêm năm sáu bảy tám cái tùy các bạn và tiếp theo để có thể là chạy được React thì chúng ta cũng lại phải mở một cái cửa sổ của terminal nữa và chúng ta chạy là npm start. Như vậy là các bạn thấy ở đây là chúng ta phải mở hai cái cửa sổ. Và như vậy là nó khá là bất tiện tại vì cứ mỗi lần mà chúng ta uh, dừng một cửa sổ chúng ta lại phải bật cái cửa sổ kia lên xong rồi lại phải tắt đi như vậy rất là phiền. Và mình tạm thời mình tắt cái server đi. Và mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái gói npm tiếp theo đó là concurrently. Concurrently có nghĩa là song song và chúng ta cũng chỉ việc là copy cái lệnh cài đặt của nó và sau đó các bạn paste nó vào đây ở gốc của cái thư mục đó và chúng ta gõ là npm install concurrently và các bạn ấn enter sau đó các bạn nhìn vào Visual Studio Code và chúng ta thấy ở phía trên này chúng ta có concurrently hiện nay của mình đang là phiên bản 7.0.0 và để chạy được cái concurrently này cũng rất là đơn giản các bạn nhìn xuống phần script ở đây chúng ta đặt tên một cái lệnh mới đó là dev hoặc là các bạn cũng có thể là develop development hoặc là nhiều đó thì tùy các bạn nhưng mà mình đặt ở đây là dev thôi mà hoặc và đóng ngoặc ở đây và hai chấm ở đây, chúng ta có cái lệnh concurrently, tức là hãy chạy song song hai lệnh này. Và lệnh thứ nhất đó là npm run serve chính là cái lệnh này. Và thứ hai là lệnh npm start chính là lệnh này. Hai lệnh này hãy chạy song song và ở đây các bạn nhớ là chúng ta có là cái ngoặc đôi ở đây và do vậy là mình phải có một cái cái so cái cách chéo để mà có thể là uh, bỏ đi được coi như là nó làm mình không tính cái này đấy nó giống như kiểu một cái escape uh, key ấy. đấy để là không tính hai cái ngoặc này chứ nếu không thì nếu mà các bạn bỏ ra như này thì nó sẽ báo lỗi ngay tức và bây giờ mình sẽ phải viết nó ngược lại là đấy tức là không tính hai không tính cái này không tính cái này, cái này cũng vậy và cả cái này cũng vậy. Và như vậy là chúng ta có thể chạy được cái lệnh là npm run dev để chạy cùng một lúc hai lệnh đó là start và serve. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy. Ở đây mình sẽ gọi là npm run dev và chúng ta ấn enter. Và như vậy là chúng ta thấy là hai cái lệnh này chạy cùng một lúc. Chúng ta mở lại terminal ở đây chúng ta thấy là đây chính là react ở cộng 3000. Và nhìn lên phía trên chính là cái 3001 chính là cái API để cho chúng ta có thể lấy dữ liệu của customers. Và bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.